Rớt. Rớt một con. Rớt. 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 Chính. Rớt. Tất cả các anh em trở lại kênh Nhân Nguyễn nha. Thì hôm nay mình có clip đi săn nha anh em. Thì hôm nay mình đi với cái ná number one không lòng chạc của mình nha. Này là chạc 7. Chạc 7 nha anh em. Ba ốc Vitan. Khổ thun hôm nay mình đi săn vẫn khổ cũ nha anh em. 11, 17, 203. Cái full bắn 18 nha anh em. Thì mời anh em theo dõi clip đi săn của mình nha. Thì hôm nay mình đi săn với anh mình nha anh em. Anh mình ở trong quê ngoại mình nha anh em. Thì giờ mình chạy vô quê ngoại mình đi săn, mình quay cho anh em coi nha. Thì mời anh em đi săn với mình nha. Đây là đồng lúa quê mình nha anh em. Đủ. Hay quá Khanh ơi. Ghê hả? Gớt đâu rồi? Ghê trời, tao bắt. Ghê luôn hả? Dính luôn, ghê thiệt chứ. Mấy gớt nhà luôn. Sao vậy? Rất đau rồi á. Rớt. Trời ơi tàu. Chảy nhanh cây luôn. Rớt một con. Coi đó Khánh. Con đó rớt đó. Lụm. Dí nó. Trời ơi sức đầu. Rớt. Một con nghe anh em. Ngay đầu. Đưa cái đầu ra không à, anh bắn ngay đầu nghe anh em. Đây một con nghe anh em. Máu không quay nghe anh em. Rớt một đoạn. Để đưa ít rồi, đưa ít rồi. Rớt. Hay quá. Rớt gần sao luôn rồi, gần sao luôn rồi. Rớt lắm nha. Trời ơi, cú mèo bự lắm Khanh ơi. Bắn nổ cú mèo luôn rồi. Bơm biêu chổng rồi, cú mèo bự kìa kìa. Kìa trên tấp đầu rồi kìa. Bay vô chổng luôn rồi, tuốt trong kia luôn rồi. Biết cú mèo không? Bay đâu rồi? Bay tuốt trong đây luôn rồi. Rớt. Trời ơi trời. Chính rồi á. Nổ rồi đó. Không bi luôn. Đu hú trời bá luôn trời. Ba đâu rồi? Vô cây đó rồi. Rớt. Cút danh cây. Dính cái cây thiệt mà. Còn không? Còn đứng dây tơ kìa. Hả? Bay luôn à. Chậm liền. Ôi. Ghê ghê. Trời ơi, dính cái chân đó. Tiếp luôn. Thấy cái gì không? Hai viên. Còn con nữa kìa. Còn con. Dây điện. Còn con nữa. Dây điện kìa. Trời
rồi, ra dây điện ngon thằng nào thấy hết. Có đâu, thấy rồi, nó bay qua đây rồi nè. Gió gì ông nội giúp bác. Chín rồi, trời chín rồi, không chết để còn còn ấy nữa, con gì nè, nó xíu luôn nè, con bí. Ôi thấy gì ông Thanh, đi lại tao nhẹo chúng rồi đâu, ông nội bắn phá không à, tao đụng cho chúng ngay. Ừ. Được. Một con anh em ơi. Chín cây luôn rồi Thành ơi. Xuống nằm. Con cho chảo lùm luôn mày. Bỏ đi. Chết rồi. Hay quá Thành ơi. Đang chảo chảo mình mới bắn nha anh em. À, anh mình mới lụm vô nha anh em. Đây nó còn sống luôn nha anh em. Đây một con chảo chảo nha anh em. Mà anh em đi tiếp với anh em mình nha. Rớt một bi nữa anh em ơi. Tôi không muốn bình tĩnh. Rớt một bi tôi hú luôn anh em. Tay bụi tre rồi. Quá bự anh em ơi. Để mình kiếm đường bọn mình bòi thêm nha anh em. Đa số chim sáng giờ mình bắn được nha anh em. Thì được 4 con cua vàng với con sáo với con cò nha anh em. Thì giờ mình nhổ lông xong rồi mình đi tiếp nha anh em. Thì mấy con chim này mình sẽ bỏ tủ lạnh, chiều mình về mình tính nó sao nha anh em. Mấy chim mình ướp nha anh em. Đốt lửa kiếm lửa hàng nha anh em. Mình đem lên mình nướng nha anh em. Ngày nào chín mình quay cho anh em coi nha. Mình ướp sa tế xong rồi giờ mình đem lên mình nướng. Chín rồi nghe mọi người. Giờ chuẩn bị mình đem lên dĩa rồi mình quay cho anh em coi. Quá trời đẹp luôn. Chín rồi nha anh em, mời anh em ăn với mình nha. Mời anh em ăn. À.